Đọc truyện đêm khuya xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với tập 3 Tập cuối bộ truyện mới của tác giả Hạ Long Qua giọng đọc Hạ Vi Ngày hôm sau Trọng lái xe về công ty Ngồi trong phòng làm việc đợi chị họ đến Thì lúc này Phi đi vào Hôm nay Phi không để ý thái độ của Trọng ra sao nữa Mà chỉ chú tâm làm việc của mình Anh đặt chiếc phong bì nhỏ lên bàn của Trọng rồi nói Anh xem Rồi ký duyệt cho tôi đi Trọng mở phong bì ra Nhìn thấy tờ đơn xin nghỉ việc thì không thèm đọc nữa mà vò nát rồi ném vào sọt xác sao? có tật giật mình hay sao mà nghỉ việc lúc này anh muốn nghĩ sao cũng được nếu cậu không muốn tôi nghi ngờ thì ở lại chứng minh đi tôi không cần chứng minh gì hết cậu hèn nhát như thế sao cứ cho là thế đi đơn tôi đã gửi, coi như anh đã đọc Phi chỉ nói thế rồi quay người bước đi nhưng Trọng lại không để cho Phi toại nguyện là em của tao nhất định không được hèn nhát Tôi không có anh em nào hết Vậy bà ấy chỉ là mẹ của một mình tao sao Câu này trọng nói ra Như một giọt nước làm tràn ly Vì không giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa Ánh mắt cũng đỏ ngầu lên rồi hét lên Anh chẳng có tư cách gì Dành mẹ với tôi cả Từ trước đến nay Chỉ có bà ấy ở bên cạnh tôi Và tôi cùng với bà ấy Bước qua những tháng ngày gian khổ nhất Anh và mấy người nhà anh Không những không giúp được mẹ con tôi Mà còn hủy hoại cuộc sống của chúng tôi đuổi cùng giết tận mẹ con tôi, khiến chúng tôi lang bạt tha phương, khiến mẹ tôi giờ sống như người thực vật. Khó khăn lắm chúng tôi mới gắng gượng được, chật vật lắm tôi mới đứng vững được để trả thù các người. Nhưng đúng là tôi hèn kém thật, tôi không thể ác như mấy người. Gần hai năm qua, tôi vẫn không thể biến mình thành cái độc ác được. Không phải như thế. Vì, em bình tĩnh nghe anh nói được không? Anh im đi. Anh có biết chính vì anh mà tôi không thể ra tay với người nhà anh không? khoan đã nghe anh tôi không muốn nghe gì hết cũng không muốn ở lại nếu cứ bắt tôi ở đây tôi chắc chắn sẽ hại cả nhà anh mà không nhân nhượng đâu và người đầu tiên tôi muốn hại là anh đấy nếu điều đó bù đắp được nỗi khổ và nỗi khó khăn mà em phải chịu thì em cứ làm đi phi càng nghe trọng nói thì cậu lại càng điên bàn tay túm chặt lấy cổ áo của trọng thật chặt rồi tiếp đó là đấm cho anh một phát rất mạnh dù bị đau đớn nhưng trọng lại không có phản ứng vẫn đứng im để cho phi đánh tiếp nhưng phi không ra tay nữa mà chỉ cười nhích mép mỉa mai đừng có diễn trước mắt tôi một đòn này không là gì so với những gì mẹ con tôi phải chịu đâu anh không diễn kịch mọi người cũng vậy chắc chắn là có hiểu lầm hiểu lầm ư nực cười phi đẩy trọng một cái rồi quay người bước đi thẳng có điều trước khi rời khỏi phòng thì phi có nói một câu tôi không làm chuyện này sau câu nói ấy là tiếng đóng cửa thật mạnh, Trọng ôm đầu ngồi phịch xuống ghế, không thể nghĩ rằng anh em lại rơi vào hoàn cảnh éo le này. Trọng liền lấy máy gọi cho Thúy, và chỉ sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có tín hiệu truyền đến. Em nghe đi sếp, cô sắp xếp về lại công ty đi, ngày mai bắt đầu đi làm. Sếp có vấn đề gì cần em giúp thì cứ ới em, chứ em không về nữa đâu. Tôi đã nói trước là chỉ nghỉ tạm vài tháng thôi cơ mà, chứ đâu có cho cô nghỉ hẳn đâu. Nhưng mà cô ngại cậu phi đúng không yên tâm cậu ta viết đơn xin nghỉ việc rồi sao ạ à? chưa kịp trả lời câu hỏi của thúy thì đúng lúc này thấy vợ dẫn chị họ khánh chi vào nên trọng tạm dừng cuộc nói chuyện lại muốn biết vì sao thì mai đến công ty sẽ hiểu vậy nhá tôi bận chút việc đã ơ sếp ơi trọng tắt máy rồi nói với khánh chi chị thằng bé con đỡ nhiều chưa cháu hết sốt rồi giờ hai bà đang trông vậy thì tốt quá dẫn chị qua phòng điều hành đi vâng ở dưới này ạ à. đi thôi cả ba người đi xuống phòng đặt hệ thống giám sát camera của công ty khánh chi xem xét qua một lượt thì bảo hai vợ chồng lam ngồi đợi còn mình thì bắt đầu các thao tác xử lý trên máy tính đối với những kỹ thuật it bình thường khác thì đây là việc khó khăn nhưng đối với một người cán bộ chuyên ngành it như chi thì đây chỉ là chuyện nhỏ không mất quá nhiều thời gian để làm việc này mà chỉ trong thời gian rất ngắn khánh chi đã khôi phục được dữ liệu đã mất Chị ngẫm vài giây rồi quay qua hỏi trọng ở công ty mỗi nhân viên đi làm là quẹt thẻ hay lấy vân tay lấy vân tay sao hả chị vậy thì tốt rồi hồ sơ của cô ta đưa cho công ty có thể là giả nhưng dấu vân tay thì không thể giả được ý chị là đúng như em nghĩ đấy chị sẽ mau chóng cho người tìm ra cô ta sau lần này rút kinh nghiệm bất cứ ai vào công ty cũng phải tuyển theo đúng quy định hồ sơ cá nhân phải xem thật kỹ vào vâng em hiểu rồi Chị về trước, hai vợ chồng làm việc đi. Để em tiễn chị. Tại nhà riêng của Phi, sau khi từ công ty trở về, thì Phi không như mọi lần là tìm đến rượu, mà chỉ ngồi trầm tư một chỗ, mặc dù đau lòng là thế, giận hờn là thế. Nhưng khi qua giây phút đó, anh lại cảm thấy lo lắng. Chiếc điện thoại cầm chặt trong tay, cuối cùng cũng đã được mở lên và bấm một dãy số quen thuộc. Sau vài hồi chuông, thì tiếng của bà cô tên oanh vang lên. Mày còn gọi cho tao làm gì? cháu đã suy nghĩ lại rồi. Là sao? Cháu sẽ trả thù cho mẹ. Cô vẫn giúp cháu chứ? Mày nói thật không? Cô ở đâu? Cháu đến ngay. Được rồi, bây giờ tao đang bận, lúc khác tao gọi lại. Vậy cháu đợi cô. Vì đoán là bà cô này đã có chút nghi ngờ anh nên mới không gặp anh ngay, chưa mọi lần mỗi khi gọi là đòi gặp mặt anh cho bằng được. Thứ nhất là xin tiền, thứ hai là dục thực hiện kế hoạch trả thù. Nhưng sau vụ hôm qua thì thay đổi thái độ, anh đoán không nhầm thì bà cô của anh có liên quan tới việc hại trọng chắc là kiếm chắc được không ít nên mới không cần tới anh như vậy không thể ngồi yên một chỗ phi lại lái xe đi tới một nơi vẫn như mọi lần phi chưa bao giờ để cô đợi quá ba hồi chuông mà nghe máy luôn có điều cô chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước tôi cũng đang định gọi cho em sao ạ em đang ở đâu chúng ta gặp nhau được không à được tôi ở nhà tiện không gì ạ à? ý tôi là gặp ở nhà em có tiện không à vâng không sao mọi lần thúy hiểu ý người khác nói nhanh lắm thế nhưng hôm nay lại cứ ngây ngô đã thế miệng lại cứ lắp ba lắp bắp mãi mới nói được phi đã tắt máy rồi thế mà cô vẫn cứ đứng ngẩn tò te ra đó tôi bảo được không vâng mời anh phi sau vài giây trầm ngâm thì nhìn thúy chậm rãi nói nếu trọng có gọi em về lại công ty thì em đừng về vội sao, sao anh biết chuyện này không quan trọng là tại sao tôi lại biết nếu muốn giúp anh ta thì em cứ coi như mình nghỉ hẳn ở công ty đi và làm những gì mà em đang hỗ trợ cho anh ta tôi bây giờ bên kia đang nắm chắc phần thắng lại có thêm người giúp đỡ thì không khó khăn gì khi muốn đè bẹp công ty của trọng dù nhà anh ta có nhiều tiền bỏ vào gây dựng lại thì cũng không đáng không thể để công sức của anh ta mất hết như thế em hiểu chứ tôi hiểu ý anh rồi nhưng em vẫn đang qua lại với bên kia để lấy thông tin thì cứ làm tốt nhiệm vụ đó đi đừng trở về lúc này vẫn chưa hợp lý đâu nhưng tôi nghe nói anh xin nghỉ việc rồi vậy sếp lấy ai giúp chứ tạm thời tôi chưa nghỉ cả công ty hiện đang nghi ngờ tôi nếu tôi rời đi lúc này thì mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ tội đồ nên tôi sẽ ở lại để chứng minh mình trong sạch khi nào giải quyết xong tôi sẽ đi thì lúc đó em quay về cũng chưa muộn chứ không phải là lý do khác sao lý do gì à À gì, em nói đi. Em gọi cho tôi mà có việc gì, nói đi. Chị Lam đã nói cho tôi biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện gì? Chuyện giữa anh và sếp trọng, sao anh không nhận anh ấy? Giữa chúng tôi không có quan hệ gì hết. Sao anh phải phủi bỏ khi nó là sự thật? Nếu việc mà em muốn nói là chuyện này thì dừng lại đi, tôi về đây. Vậy tôi nói chuyện khác được không? Tôi hết chuyện để nói rồi. Nếu em không cần giúp đỡ sếp của mình thì tùy em. Anh không muốn cũng phải đứng lại nếu anh ngoan cố bước đi thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận câu nói này đúng là có giá trị thật phi đứng lại nhưng thúy thì có chút lúng túng khi anh nhắc nhở cô nếu em không nói rõ cho tôi biết tại sao tôi phải hối hận thì chính em là người phải hối hận đấy không nói chuyện đó vậy nói chuyện của chúng mình được không cuối cùng gom hết chút lý trí còn lại nuốt hết cảm xúc anh cầm hai tay của thúy bỏ ra thì không ngờ cô cứ ôm chặt lấy anh rồi còn nói lần này anh không được từ chối em nhưng tôi không thích em chỉ cần em thích là được là con gái em nên giữ ý tứ một chút anh không cần phải tỏ ra làm mặt lạnh với em cũng không cần nói khó nghe khiến cho em mất mặt em biết anh không yêu chị lam mà lâu nay anh cố tình làm thế để khiến em hiểu lầm không phải là lam thì tôi cũng không yêu em nghe câu nói đó nếu vào bất cứ cô gái nào cũng sẽ quay người bỏ đi khóc lóc nói hận chết đối phương nhưng thúy thì không cô lúc này không còn tỏ ra kiêu sa cứng rắn nữa mà vứt bỏ hết tự ái của một người con gái là một hành động bất ngờ khiến Phi chỉ biết ngây ngốc hứng chịu. Thúy làm động tác quay người Phi lại trong tích tắc rồi nhanh chóng nhíu cổ anh xuống hôn. Cứ thế, Phi bị Thúy tấn công dồn dập hôn và hôn cho đến khi anh không còn có thể gồng người lên được nữa thì cô mới dừng lại. Mặt đối mặt một cách quả quyết Thúy nghiêm túc nói lời tỏ tình. Em yêu anh. Xin lỗi, tôi đừng từ chối em nữa, em không quan tâm anh là ai, em chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình đang có. Hãy tiến lên phía trước, nếu có nhìn lại phía sau thì chỉ lấy đó làm động lực, chứ đừng lấy đó làm cớ để từ bỏ được không? Lần này, Phi không để cho Thúy chủ động nữa mà chính anh là người ôm lấy cô, đặt nụ hôn thâm tình vào môi cô, cả hai lúc này tự nguyện dây dưa, tự nguyện trao cho nhau những gì là ngọt ngào nhất. Anh cũng yêu em, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy từ nay đừng để em một mình anh không có gì ngoài một người mẹ già bệnh tật và một công việc bình thường em sẽ hiếu thảo với mẹ cùng anh kiếm tiền lo cho tương lai không nhà cao cửa rộng không xe đẹp không hàng hiệu em vốn sinh ra ở nông thôn nên những thứ đó không quan trọng ở đâu có anh ở đó là ngôi nhà vững chắc nhất cảm ơn em đã thương anh nhiều như vậy mình ở bên nhau chọn đời anh nhé Cả hai sau đó lại ôm nhau thật lâu, cứ đứng như thế, cho tới lúc điện thoại của Phi vang lên thì mới buông nhau ra. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, Phi ra hiệu cho Thúy ngồi xuống đợi anh rồi nhanh chóng bắt máy. Cháu đây. Vâng, cháu đến ngay. Phi nghe điện thoại xong, mặc dù không muốn đi, nhưng vì công việc, anh vẫn phải nói lời ai nấy với Thúy. Anh xin lỗi, nhưng giờ anh phải đi rồi. Không sao, em sẽ đợi anh. Chờ anh nhé. Vâng. Phi Lưu Luyến hôn lên má Thúy rồi mới rời đi. Cuộc điện thoại vừa rồi là của bà cô anh gọi cho anh, không muốn bà ta đợi lâu lại sinh nghi nên anh vội vàng đi tới điểm hẹn. Ngồi nói chuyện một lúc thì Phi biết thêm thông tin, hóa ra người phụ nữ tên Hồng kia chính là kẻ đã lấy cắp thông tin của công ty. Đúng là bọn trộm cắp ngang tàn không sợ chết, muốn phá nhà Trọng nhưng lại không tìm hiểu kỹ xem người nhà họ có những ai làm nghề gì sắp bị tóm đến nơi mà vẫn ung dung ngồi ba hoa khoác lác được. Bên này, Trọng đang ngồi cùng với ba mẹ và vợ thì thấy điện thoại của Phi gọi tới, không nghĩ giờ này Phi chủ động gọi cho anh, vừa ngạc nhiên, vừa có chút mừng rỡ nên anh đã không chần chừ mà bắt máy. Anh đây, có chuyện gì sao? Tôi... tôi biết người đã lấy cắp thông tin. Ừ, anh và Lam cũng vừa biết chiều nay, nhưng chưa tìm ra được tung tích của cô ta. Tôi biết. Sao cơ, lát tôi gửi địa chỉ cho anh nhưng chắc có lẽ sẽ không dễ mà bắt được cô ta đâu ý em là sao chuyện dài dòng để mai tôi qua công ty gặp rồi nói được mai gặp sáng hôm sau phi tới công ty thì đi thẳng tới phòng của trọng luôn ý định chỉ là nói chuyện công việc với trọng thôi nhưng không ngờ lại thấy có cả ba mẹ của anh ta đang ở đây có chút bất ngờ nhưng nhanh sau đó phi lên tiếng chào ông bà bình thường rồi ngồi xuống ghế đối diện trọng cũng không để phi phải chờ đợi mà đã nói trước bỏ qua chuyện công việc đi chúng ta nói chuyện hiểu lầm kia đã được nếu như đã như thế thì anh nói đi hôm nay tôi có thời gian vậy để ba anh nói sẽ chính xác hơn ông khang nghe vậy thì gật đầu ông nhìn phi chừng vài giây rồi bắt đầu chậm rãi nói bác không biết là ai nói với cháu mọi chuyện trong quá khứ để khiến cháu hiểu lầm gia đình bác như vậy thực sự bác muốn cháu đưa người đó đến để đối chất ba mặt một lời nhưng chắc là cháu khó có thể gọi cho người ta đến đây đúng không? Vậy thì bác sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện đầy đủ ngay bây giờ. Bà Nhã là vợ cũ của bác, cũng là mẹ của anh Trọng đây. Ngày đó tình yêu của bà ấy và bác là có thật, nhưng tình yêu đó chỉ kéo dài có mấy năm ngắn ngủi, cũng vì khi đó bác được cử đi học bên nước ngoài mấy năm, số ngày bác ở cùng với bà ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc sinh anh Trọng, bác cũng không ở cùng mà chăm sóc được, biết bà ấy rất vất vả vì vừa phải cáng đáng công ty và chăm con thiếu thốn tình cảm vợ chồng bác biết hết và rất thương bà ấy bác vẫn luôn động viên hai vợ chồng cùng cố gắng vượt qua chỉ ít ngày là bác sẽ được về hẳn thế nhưng bà ấy không chờ được bác mà nói chính xác là bà ấy không muốn chờ bác nữa nên đã quyết định gửi gắm tình cảm cho một người khác bác đã níu kéo vì khi đó trọng mới hơn một tuổi bác chấp nhận tha thứ vì con với lại bác cũng nghĩ cũng tại bác không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nên bà ấy mới xa chân nhưng cuối cùng bà ấy vẫn dứt áo ra đi bỏ lại trọng còn nhỏ dại cho bác và người khi đó bà ấy chọn là ông nam nhưng điều đáng nói là người đàn ông khi đó vẫn đang là bạn trai của bác ngân một người em thân thiết của bác và là vợ của bác phong sau này mối tình rắc rối luẩn quẩn ấy có rất nhiều người chứng kiến và có cả người phụ nữ tên oanh em gái của ông nam biết Vậy. Để bác nói hết đã. Bác và bà ấy đã kết thúc sau đó mà không có một sự tranh chấp nào về phần tài sản, khi đó công ty vẫn là của ba mẹ bác, hai vợ chồng chỉ có 10% cổ phần thôi. Lúc đó bác đã nhường lại hết cho bà ấy, còn về phần con cái thì bà ấy không nhận nuôi trọng mà để lại cho bác. Hai vợ chồng chia tay nhau trong hòa bình không có ràng buộc, còn chuyện bác Thanh là mãi sau này bác mới quen rồi yêu mới đi tới kết hôn bác thanh không liên quan gì tới chuyện khi đó nếu có liên quan thì chỉ là sau này khi mẹ cháu đã chia tay ông nam bác phải kể thêm đoạn này cho cháu hiểu hai người đó quen được một thời gian thì đã chia tay vì ông ta đã lừa gạt hết số tiền của bà ấy khi đó bà ấy hối hận muốn quay về với bác và muốn nhận lại trọng thì đã muộn rồi nhưng bác nghĩ khi tình yêu hết thì vẫn còn nghĩa bác không chấp nhận quay về với bà ấy nhưng vẫn đồng ý cho bà ấy qua lại thăm non trọng cho thằng bé đỡ tuổi và khi đó bác có giúp đỡ bà ấy một số tiền để bà ấy làm ăn. Bà ấy rất có tố chất kinh doanh nên ngay sau đó cũng ổn định lại cuộc sống, cũng không còn sống bất cần với cuộc đời nữa, vẫn đi lại thăm trọng và mối quan hệ của bác, bà ấy và bác Thanh rất tốt, không có gì phải lăn tăn suy nghĩ cả. Bà ấy còn nói lời cảm ơn bác Thanh đã chăm sóc cho Trọng thật tốt nếu có người không tốt khi đó Chỉ là anh em nhà ông Nam Đã chia tay bà ấy Nhưng rất nhiều lần còn đến gây rối Đập phá chỗ làm ăn của bà ấy Sau một thời gian Ông ta bị bắt về tội đánh nhau Rồi trộm cắp Thì bà ấy mới yên tâm Nhưng bẵng đi một thời gian Cho đến lúc trọng gần vào lớp 3 Thì bà ấy ít đến thăm hơn Và cứ thưa dần thưa dần Rồi không thấy đến nữa Khi trọng học hết kỳ một năm đó Lúc đó bác và bác Thanh Đến tìm gặp bà ấy thì được người hàng xóm bên cạnh báo là dạo vừa rồi có thấy người đàn ông nào đó cứ dăm ba hôm lại tới phá phách, rồi có cả một người phụ nữ cũng đưa người tới đòi tiền nên bái đã chuyển đi rồi. bác nghe thế thì đưa ảnh ra cho họ và xác nhận xem có phải là ông Nam và Bảo Anh không? thì người hàng xóm đó bảo là đúng rồi. vì nghe tới đây thì trong lòng hiện lên nỗi đau xót kèm cả tủi nhục, thực sự anh ngàn lần cũng không thể nghĩ ra được viễn cảnh nó lại ngược đến oái oăm như vậy bác và bác thanh sau đó có tìm bà ấy vì nghe người hàng xóm đó nói hình như bái đang mang thai sợ bái vất vả tha phương sẽ khổ nhưng mà hai bác tìm hoài không được mãi sau đó nghe tin có người gặp bái ở tỉnh khác thì bác và bác thanh vội đến đó tìm may mắn gặp được bà ấy khi đó bác có hỏi là có phải con của ông nam không thì bái xác nhận là đúng nhưng vì bái sợ bị họ đến làm phiền nên sẽ không dám về Bác ấy bảo ông ta bị bắt rồi Bảo bà ấy về Có gì còn có người thân giúp đỡ Nhưng bà ấy chọn ở lại đó Vì để an toàn cho bà ấy Và cái thai Nên lúc ấy bác Thanh có thuê cho bà ấy Một căn nhà sạch sẽ Và giúp thêm một số tiền nữa Để khi cần thiết bà ấy dùng phòng thân Hai bác khi đó bận việc Nhưng vẫn thi thoảng qua thăm Nhưng có một hôm hai bác đến Thì chủ nhà lại báo là bà ấy đã chuyển đi rồi Nghe bảo có một người đàn bà đã đến đó gây sự, khiến cho bà ấy sợ hãi bỏ đi bác đoán chắc là người đàn bà tên oanh rồi nhưng không có chứng cứ với lại hai bác cũng mất tích thông tin của bà nhã từ đó và cho tới tận bây giờ hai bác vẫn không biết một chút tung tích gì cả còn chuyện của ông nam ra tù vào tội là đúng người đúng tội chứ không như cháu đã nói với anh trọng và thật sự là chưa bao giờ ông ta có ý kết hôn với bà ấy mà chỉ là muốn bà ấy cung cấp tiền bạc để ăn chơi thôi còn người đàn bà tên oanh kia từ thời trẻ đã nổi tiếng lười làm ham chơi, bác Ngân cũng đã tha thứ nhiều lần, giúp đỡ nhiều lần nhưng không bao giờ biết hối cải. Bác biết cháu là người được ăn học đàng hoàng, là mẹ cháu đã nuôi dạy cháu rất tốt. Bác hy vọng cháu sẽ tự nghe hai bên, tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng, đừng đi vào vết xe đổ của hai người lớn đó mà làm hại tương lai của mình. Bác tin mẹ cháu không muốn cháu trở thành con người mang hai chữ hận thù. Cảm ơn bác đã cho cháu biết rõ câu chuyện nếu bác đã nói xong rồi thì cháu xin phép đi trước ạ bà thanh ngồi nãy giờ nhìn thấy phi có rất nhiều biểu hiện bà hiểu tâm trạng của đứa trẻ này đau chứ tuổi chứ nhưng sự thật vẫn là sự thật và cũng hiểu cho thời khắc này phi không thể thốt lên bốn chữ mình đã hiểu sai bà thông cảm nhưng lúc này bà cần ngăn cậu lại từ từ đã cháu nghe bác nói vài câu đã nếu bác muốn cháu xin lỗi thì không bác chưa cần lời xin lỗi mà bác muốn tâm sự như hai người thân trong gia đình ngồi xuống đi cháu bác nói đi mọi chuyện bác khang đã nói rõ nhưng các bác tôn trọng suy nghĩ của cháu thế nhưng cháu cũng nên nghĩ cho anh trọng một chút nếu đúng đứa trẻ bà nhã mang thai ngày đó là cháu thì sự thật không thể thay đổi rằng cháu và anh trọng được sinh ra cùng một mẹ vậy để cho công bằng cháu cũng nên cho anh trọng biết mẹ đẻ của mình đang ở đâu phải không và hai bác cũng thực sự muốn thăm bà ấy. Xin lỗi bác, điều này cháu không làm được. Cháu như thế là ích kỷ đấy, anh trọng không đáng bị cháu hắt hủi. Cháu cho mình là đáng thương thì anh trọng cũng vậy. Dù bác có yêu thương anh ấy bao nhiêu, nhưng so với tình mẫu tử thiêng liêng vẫn là không so được. Đi, nghe bác đi, nói cho mọi người biết mẹ cháu giờ đang ở đâu. Bây giờ mọi người có gặp thì mẹ cháu cũng không nói được. Cháu nói sao? Mỗi lần nhắc tới mẹ là Phi lại không đừng được cảm xúc của mình, mắt anh đỏ hoe cố dặn từng câu. Sau bao nhiêu lần chuyển nhà, thì đến lần chuyển thứ năm, mẹ cháu gặp tai nạn, bà nằm liệt giường từ đó. Thời gian đầu chữa trị còn có sự tiến bộ tích cực, nhưng dấu hiệu tỉnh lại thì không. Có một vài lần y tá báo thấy bà mở mắt được, nhưng sau đó lại như không có gì, cứ như chưa từng xảy ra kỳ tích ấy vậy. Cho đến giờ bà vẫn nằm bất động như ngủ say Vậy cháu để mẹ nằm ở viện nào Phi im lặng Lúc này bà Thanh lại tiếp lời Sao cháu không đưa bà ấy qua nước ngoài chữa trị Biết đâu có tiến triển Lúc ấy tiền ăn còn chẳng có Lấy đâu ra tiền mà đưa đi ra nước ngoài Sau này cháu đi học đi làm Thì tiền cũng chỉ đủ để đóng viện phí thôi Nhưng sau đấy không lâu May mắn công việc thuận lợi Cháu kiếm được nhiều tiền hơn Thì chuyển mẹ có một bệnh viện lớn để khám chữa Thế nhưng mà các bác sĩ ở đó lại bảo do mẹ cháu bị va đập phần đầu quá lớn, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của não, lại không được kịp thời chữa trị, việc kéo dài mạng sống cho bà ấy đã là tốt lắm rồi, còn chuyện mẹ cháu tỉnh lại được thì có lẽ là một kỳ tích hiếm hoi xảy ra. Cứ đưa hai bác và anh trọng tới đó đi, bác Khang sẽ có cách giúp đỡ mẹ cháu, đừng bỏ lỡ một cơ hội gì cháu ạ.Chú à. Lâm, em út của bác Phan Anh đang nghiên cứu về đề tài não bộ. Bác sẽ liên lạc với chú ấy để hẹn lịch chữa cho mẹ cháu Nếu vẫn không được Thì mình sẽ đưa sang bên Mỹ Chỗ nào chữa được mình có đi cháu ạ à. Còn nước còn tát Cháu... Để anh Trọng bù đắp cho cháu và bà ấy Nếu không cả đời sau này Anh ấy sẽ ái náy Và cả hai bác cũng vậy Trọng lúc này chẳng còn bình tĩnh hơn được Cũng như Phi Hai hốc mắt đã đỏ hoe Nhìn Phi lớn tiếng Em còn định giấu đến bao giờ Em muốn mẹ chết mới hài lòng hay sao không phải tôi muốn giấu mà tôi không muốn mạo hiểm. từ ngày nghi ngờ bảo anh, tôi đã chuyển mẹ qua viện khác. tôi sợ bái phát hiện ra chỗ ở của mẹ. một ngày nào đó nếu bái làm càn, sợ rằng bái sẽ mang mẹ ra để uy hiếp anh hoặc tôi. tôi không muốn mất mẹ, cũng không muốn phiền lụy tới anh, anh hiểu không? vậy bác tính thế này, hai đứa cửa lại làm việc bình thường, phi viết giấy ủy quyền, rồi gọi điện liên lạc với người ở bệnh viện đó để hai bác đi đón mẹ cháu, yên tâm hai bác sẽ đảm bảo mẹ cháu không bị phiền phức gì phi nghe ông khang nói vậy thì cũng đồng ý anh nhìn ông với ánh mắt biết ơn và cả bà thanh cũng vậy trong thâm tâm phi muốn nói lời cảm ơn nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thốt ra được mà chỉ lặng lẽ khi địa chỉ cho ông bà bàn xong mọi chuyện khúc mắc cũng được giải quyết trong phòng còn lại hai anh em trọng ngồi đó trầm tính thì lúc sau phi lên tiếng tối hôm qua tôi cùng với bảo anh đi gặp người của bên kia có cả người đã ăn cắp thông tin ở đó tôi chỉ có bản ghi âm cuộc nói chuyện sợ rằng chưa đủ chứng cứ để buộc tội bên họ ít nhất thì cũng phải rõ danh tính anh hiểu chiều qua đã xem được camera biết rõ là có người ăn trộm là phụ nữ nhưng cô ta che mặt kỹ lắm người này mới xin vào làm được nửa tháng thôi nhưng hồ sơ là giả hết họ ăn cắp nhưng lại không sợ bị tóm gọn thì đã có tính toán rất kỹ có gan thách thức cả công an vào cuộc thì không phải đơn giản đâu hôm qua sau khi em gửi địa chỉ và bản ghi âm cuộc nói chuyện của em và người phụ nữ kia thì anh cũng gửi cho chị khánh chi xem chị ấy bảo chắc chắn là bọn chúng đã làm ngón tay giả có vân tay như người thật việc này đối với bọn tội phạm nguy hiểm đã xảy ra rất nhiều không ngờ bọn này làm được mánh khóe như vậy là bảo anh chỉ cho bọn chúng tôi đoán chắc là từ người đàn ông tù tội kia mà ra được rồi không cần gấp đâu anh sẽ có cách giải quyết nhưng để củng cố công ty sau này anh cần em và thúy về hỗ trợ lúc đầu tôi tính để thúy lại giúp anh nhưng bây giờ bên kia đã lộ không cần thiết để cố mạo hiểm thêm nữa nên chúng tôi sẽ cùng nhau đi khỏi đây sớm thôi anh cũng mau chóng mà tìm người khác thay thế đi em và thúy đã đúng nhanh nghĩ đấy ngay sau đó ông bà khang thanh đã nhanh chóng đưa bà nhã về bệnh viện chỗ ông công tác các thủ tục mau chóng được hoàn thành và bà nhã được đưa vào một phòng đặc biệt để theo dõi mọi việc đã được sắp xếp chu đáo thì vào tối hai hôm sau khi bà nhập viện cả trọng cùng với phi đi tới phòng bệnh của mẹ mình đã hai mươi mấy năm rồi trọng mới được gặp lại bà nhưng đúng là không thể ngờ rằng lúc mẹ con gặp lại nhau lại ở trong hoàn cảnh này trong lòng có rất nhiều câu hỏi thế nhưng anh chỉ đành nuốt lại hết và cứ đứng bất động ở bên cạnh bà những giọt nước mắt tuổi thân kèm cả thương xót cứ thế thi nhau chảy xuống dù là người đàn ông mạnh mẽ thì đứng trước hình ảnh của mẹ mình như thế này cũng không giấu nổi nỗi xót xa phi nhìn anh trai cũng chỉ biết thở dài nhớ lại những ký ức ngày còn nhỏ thì bây giờ anh mới nhận ra sự thật một cách rõ ràng nhất cũng may là chưa làm ra điều tồi tệ khiến anh em tương tàn phi đi lại bên cạnh anh trai cất giọng trầm ổn mẹ rất nhớ anh đấy là sao lúc còn bé em luôn thấy mẹ mang bên mình một tấm ảnh của một cậu nhóc lúc ấy em không biết đó là anh bà chỉ bảo đây là con của một người bạn thân còn khen anh học giỏi nữa rồi cứ mỗi lần mẹ dạy em học thì bà luôn lấy anh ra để nhắc em là phải cố gắng sao cho giỏi bằng anh từ ngày em biết về ba của mình thì có khi nào ông ta tới thăm hai mẹ con không chưa một lần nào hết khi mẹ bị tai nạn thì chỉ có bảo anh đến nhận em là cháu và kể về ông ấy lúc em biết tới người ba này thì ông ta đang ở trong tù rồi sau có một thời gian ông ấy ra tù nhưng cũng đi biệt tâm biệt tích chứ cũng không thèm nhìn mặt hai mẹ con và đến giờ này lại vào làm bạn với trong bốn bức tường cùng với mức án 20 năm nữa, có lẽ cũng hết đời người ở trong đó thôi. Trong thời gian đó, em có đi thăm ông ta lần nào chưa? Hai lần, lần đầu là bảo anh dẫn em vào thăm, khi bà ấy đến nhận em là cháu ruột, lần thứ hai là khi em ra trường. Em ngày đó không vì ông ấy là kẻ tù tội mà vẫn chấp nhận ông ấy. Anh có biết, lần đầu tiên em gặp ông ta, em đã mong ngóng được ông ta ôm một cái và gọi một tiếng con trai nhưng không mơ ước nhỏ nhoi ấy đã bị dập tắt ngay khi ông ta nhìn thấy em nhìn thấy đứa con trai là em đến thăm nhưng ông ta không tỏ ra một chút vui mừng nào thôi đừng có buồn cứ coi như không có ông ta đi giờ này có anh và mọi người ở bên cạnh rồi hôm sau người của hai bên công ty gặp nhau tại tòa tên tiến nhìn thấy thúy bình thản bước vào thì hai mắt hắn ta long lên sòng sọc hóa ra là bấy lâu nay bản thân bị thúy lừa gạt mà không biết mà ai kia sau đó hắn lại nhìn thấy phi bước vào thì tên tiến lại càng ngỡ ngàng không thể nào đâu đừng có nói là đi cùng nhau đấy chứ nhưng khi đó chính mắt thấy cả thúy và phi cùng ngồi vào chỗ đại diện cho công ty bên trọng thì hắn ngã ngửa đôi mắt đầy tức giận bàn tay nắm chặt thành quyền phải ngồi ở cổng tòa án rất lâu thì cuối cùng cũng thấy mấy người bọn phi đi ra bà ta đợi phi tới gần chỗ để xe thì mới xuất hiện tiếng bà ta gọi giật giọng khiến cả phi và thúy hơi bất ngờ đứng lại đó cô đến đây rồi thì cháu cũng nói luôn từ nay cô đừng tìm cháu để nói về việc trả thù nữa chấm dứt tất cả ở đây đi mày đúng là đồ bất hiếu tại sao mày làm như vậy hả nếu cháu nghe cô làm vậy thì mới là bất hiếu với mẹ của cháu đấy vậy mày tính để cho ba mày chịu oan hay sao ông ta không phải ba của cháu vì chưa bao giờ ông ta nhận cháu cả cô cũng vậy. Nếu cô thực sự coi cháu là cháu của mình, thì không nên gieo rắc vào đầu cháu toàn những chuyện sai trái. Mày dám nói với tao như thế à thằng bất hiếu kia? Mày không nhớ lúc mày không còn chỗ dựa, thì chính tao là người đã kêu mang mày à? Bà im đi. Tôi đã không muốn nói, vì nghĩ bà dù sao vẫn là người thân của tôi. Nhưng giờ thì tôi không cần cái danh vô thực ấy nữa. Mẹ con tôi ngày đó bị đuổi cùng giết tận, không phải do chính anh em bà gây ra hay sao bà tự nhiên xuất hiện đúng lúc như một vị tiên cứu vớt lấy đời tôi không phải nằm trong kế hoạch hoàn hảo của bà ấy sao mày mày đúng là thằng vô ơn bà trách tôi vô ơn vậy bà có ơn gì với tôi hay chính bà là người hại mẹ con tôi cứ coi như bà giúp tôi ít tiền ngày đó thì những năm qua tôi cũng không để bà phải chịu thiệt thòi gì tôi nợ bà tiền tôi đã trả đủ còn tình cảm thì tôi không nợ bà gì hết nhưng ngược lại thì chính các người đã nợ tôi nợ tôi một tuổi thơ vui vẻ nợ mẹ con tôi sự bình yên tất cả những thứ đó các người nợ mẹ con tôi bà ta lại liếc mắt quan sát thúy một lượt rồi cười nhếch mép trông mày xinh gái mặt mũi sáng sủa thế mà lại đi theo thằng khố rách áo ôm kèm bà mẹ bệnh tật quả là hơi phí đấy tôi đi với ai bà cũng đừng bận tâm người như bà không có tư cách đánh giá người khác đâu tao thèm vào nói tư cách với cái loại nghèo hèn như chúng mày đúng là cái loại con hoang vô giáo dục bà vừa nói gì tao nói nó đấy con mẹ nó cặp cho lắm vào bây giờ con là của ai cũng không biết đúng là cái loại mẹ chửa hoang thì con cái cũng là con hoang thôi bà nói là ai chửa hoang ai là con hoang thôi thì giờ này đã ngửa bài với nhau rồi Tao cũng tốt bụng nói cho mày biết Kẻo lại cứ tưởng mình có thân thế rõ ràng Loại người như mẹ mày Anh tao chỉ lợi dụng Chứ không đời nào muốn lấy làm vợ Còn mày cũng chỉ là quân cờ để tao kiếm tiền Thế nhưng mà giờ này hết kiếm chắc được Thì tao bái bai nhá Chúng tao không có loại con cháu ngu ngốc Nghèo hèn như mày hiểu chưa Phi mặc kệ bà ta nói Cũng không đáp lại lời nữa Mà chỉ đưa Thúy lên xe Anh không phải là con của ông ta Vậy anh là con của ai? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mà không ai có thể trả lời cho anh được. Phi cứ ôm mặt cục xuống bàn mà đau khổ. Người có thể trả lời những câu hỏi ấy chỉ có thể là mẹ của anh. Nhưng rất tiếc giờ này, bà lại không thể đáp ứng được. Giờ đây, khi bà anh đã ngã ngũ về sự thật kia, thì Phi đã không còn áy náy gì để đưa vụ việc của công ty kia ra ánh sáng nữa. Phi cũng tới tìm Trọng và thuật lại việc của mình. Nghe tới đây, Trọng thật sự có chút buồn cho Phi, nhưng nghĩ sâu xa, nếu không phải cũng tốt người xấu xa như họ thì không xứng đáng có được tình cảm của phi nếu đã vậy thì em cũng đừng có buồn phiền cứ coi như duyên số cả đi làm con của một mình mẹ cũng tốt bây giờ có cả anh và mọi người nữa chúng ta vẫn là một gia đình vâng à mà anh xem có bằng chứng của chị chi gửi sáng nay cho em này trọng lấy cái usb từ tay của phi đưa cho thì liền cắm vào máy tính và hai anh em bắt đầu xem đầy đủ từ video hình ảnh đến những cuộc nói chuyện ghi âm không sót một chi tiết nội dung nào cả, xem hết một lượt thì phi lên tiếng, bọn họ đã hại mình bằng cách cài cắm người thì mình cũng trả lại chúng y chang như vậy. Cẩn thận đấy. Anh yên tâm, em có tính toán rồi, nhưng mà em phải công nhận, người của chị Chi và anh Minh làm nhanh thật. Trong buổi xét xử cuối cùng, phi trình bày hết toàn bộ chứng cứ ra trước tòa tất cả đã chỉ rõ người của bên kia đã cố tình ăn cắp thông tin cơ mật của bên anh mà trong sự việc này còn có sự đồng lõa của cả tay giám đốc nữa thì kết quả bên chúng phải nhận là hết sức đau đớn không những mất bao nhiêu tiền của công sức dồn vào đợt hàng này mà còn bị mất hết tất cả các mối quan hệ với công ty khách hàng tiềm năng cộng thêm sự tẩy chay của người tiêu dùng và hơn hết là phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ cho bên trọng bên trọng đã chiến thắng mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và ngay sau đó bắt tay tiếp tục cho ra hàng loạt sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng trong dịp hè này lại qua thêm một tháng nữa chờ đợi thì đúng hôm trọng và phi trên đường đi công tác về thì nhận được tin nhắn của lam rằng mẹ đã có sự biến chuyển cứ thế lại thêm một tháng nữa trôi qua thì hôm nay tình hình của bà nhã đã tiến triển khá tốt phương pháp của ông lâm đã rất nhanh thành công trong việc giúp bà phục hồi nhanh chóng bà nhã đã tỉnh lại tuy nhiên hai chân của bà ấy chưa có dấu hiệu đi lại được và bà cũng chưa nói được vì cơ miệng còn cứng chắc cũng phải mất một thời gian nữa mới hồi phục hoàn toàn nhưng đổi lại hai cánh tay của bà nhã gần như đã hoạt động rất tốt một thời gian sau đó buổi tối rảnh cả vợ chồng trọng cùng với phi và thúy đến thăm bà nhã hôm nay trông bà có vẻ tươi tỉnh hơn thấy các con đến bà vui lắm trọng thấy mẹ cứ cố gắng muốn nói gì đó thì anh vội ngồi xuống bên cạnh, cầm tay bà động viên. "Mẹ, cứ từ từ thôi, không cần vội đâu, thấy mẹ khỏe như này là chúng con mừng lắm rồi." Bà nhã mắt lại rơm rớm rồi ra vẻ gật đầu, với tay sang Phi, ý định cũng bảo ngồi gần lại, rồi bà cầm cả tay của hai anh em, ý bà như nào có lẽ ai cũng đã rõ, và cả Phi cũng vậy, anh vỗ vỗ vào tay bà rồi lên tiếng trấn an. "Mẹ yên tâm, chúng con sẽ sống hòa thuận với nhau." Một nhà năm người ngồi trò chuyện vui vẻ, thì lúc sau thấy cô y tá quen thuộc đi vào. Hôm nay cô y tá không cần dục mấy người bọn Phi về như mọi lần, thì anh đã chủ động đứng lên, nhẹ giọng nói với mẹ mình. Đến giờ mẹ đi nghỉ rồi, mẹ ngủ sớm đi nhé, mai chúng con lại vào. Ra chỗ để xe là hai đôi chia tay, mỗi đôi rẽ một hướng. Trên đường về nhà, hai vợ chồng Trọng vừa đi vừa nói chuyện về em bé, Lam đang kể lể tội trạng của con trai cả ngày đã bóng trong bụng mình cho chồng nghe, thì thấy hai chiếc xe máy nẹt bô chạy vèo vèo qua làm cô hết hồn. Tự nhiên cảm giác lo sợ kéo đến, cô dừng lại câu chuyện, bắt đầu quan sát xung quanh, thì lúc sau lên tiếng với chồng. Anh này, sao em cứ có cảm giác là mình bị theo dõi anh ạ? Không có đâu, em suy nghĩ quá. Thật đấy, anh có để ý mấy chiếc xe máy đi đằng sau không? Cả hai chiếc vừa chạy vượt qua ấy. Chắc là mấy bọn trai trai quá khích, đi ba giờ nãy mà anh đi chậm rồi. thế nhưng vừa nói tới đây thì mấy chiếc xe máy đằng sau đột ngột phóng vượt lên rồi tạt trước đầu xe của trọng khiến anh phanh gấp làm cho lam sợ hãi hết toán lên. lam em có sao không? dừng xe lại trọng lo sợ hỏi vợ em có đau ở đâu không? nhìn mặt vợ xanh như tàu lá nhưng bản năng của người làm mẹ cứ ôm khư khư lấy cái bụng khiến cho trọng lại càng lo lắng. em có đau ở đâu không? anh mình mau về thôi bọn chúng đi rồi em đừng có sợ em đau ở đâu bảo anh để anh đưa tới bệnh viện không em muốn về nhà được rồi em bình tĩnh rồi mình về một lúc sau thì cả hai về tới nhà lúc này ông bà khang thanh vẫn chưa đi ngủ mà còn ngồi nói chuyện thấy hai con đã về mà hình như con dâu có vấn đề thì phải nhìn mặt có vẻ sợ hãi thì ông bà đi lại hỏi han hai đứa đi thăm mẹ nhã về mà bị sao vậy khi nãy chúng con về tới gần nhà thì có chiếc xe máy đánh võng chút xíu nữa thì gây ra tai nạn may mà không sao ạ chỉ là khiến vợ con sợ hãi thôi con có sao không làm dạ không mẹ ạ chỉ là lúc đó con bị hoảng quá thôi thấy người khó chịu hay như nào phải nói luôn con nhé dạ vâng ạ ừ thế hai đứa lên phòng đi mẹ đi pha sữa cho vâng hôm sau trọng để vợ ở nhà nghỉ ngơi còn mình thì tới công ty từ sớm lúc đến nơi thấy phi và thúy cũng đến Trọng bảo cả hai vào phòng của mình rồi kể lại chuyện đêm qua gặp thì Phi đánh giá. Em nghĩ không phải là mấy bọn trẻ trâu đâu anh. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Nói tới đây, Phi lại nhớ lại giấc mơ hôm anh ở chung cư, lo sợ điều chẳng lành xảy ra với anh trai nên nhắc nhở. Không biết thế nào nhưng mà anh vẫn phải cẩn thận. Với lại anh cũng đừng cho chị Lam đi làm thời gian này nữa. Ừ, em với Thúy cũng vậy. Thúy ngồi trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng. Hôm vừa rồi, em nghe tin bên công ty Y đã chính thức tuyên bố phá sản. Sau trận đấu tố thua bên mình mấy tháng trước thì đã bị tẩy chay, không còn sức và của nên không thể cứu vãn nữa. Em nghĩ hắn không nuốt trôi nổi mất mát này mà ra tay với mình chăng? Cũng không ngoại trừ khả năng này. Vậy chúng ta tính sao hả anh? Bọn chúng trong bóng tối, còn mình ở ngoài sáng, thật sự rất khó mà phán đoán đề phòng. Không biết bọn người mất nhân tính đó còn muốn làm ra chuyện hoang đường gì đây? Trọng thở dài mà vẫn chưa biết tính sao cho hợp lý thì đúng lúc này anh có điện thoại là một số lạ gọi tới bình thường anh sẽ không nghe mấy số lạ này nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại bắt máy luôn cơ mà còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước chuẩn bị cho tao một trăm tỷ nếu không mày sẽ vĩnh viễn không gặp được hai bà già đó đâu ai vậy mày không cần biết tao là ai chỉ cần biết không có đủ tiền thì hai bà mẹ của mày sẽ chết khoan đã phi thấy trọng đứng bật dậy gào lên thì sốt sắng hỏi anh sao thế bọn chúng bắt cóc hai mẹ rồi sao cơ trọng đến lúc này vẫn không thể tin nổi chuyện gì xảy ra anh và ba vừa mới đi ra khỏi nhà đến giờ chưa được bao lâu mà sao lại có chuyện như này được nghĩ tới đây thì số điện thoại của ba khang cũng gọi tới con à mẹ nhã mất tích rồi ba mẹ thanh cũng bị bắt cóc rồi bọn chúng vừa gọi cho con xong sao cơ ba ba bình tĩnh ba ơi thấy tình hình không ổn nên cả ba vô đi tới bệnh viện luôn, lúc đến nơi thấy ba Khang ngồi thẫn thờ trên ghế thì chọc đi lại trấn an ông. "Ba, ba cứ bình tĩnh đã, chúng con sẽ đưa mẹ về bình an." "Bọn chúng gọi các con sao rồi?" "Chúng bắt phải đưa ra 100 tỷ ngay trong ngày hôm nay." "Các con đã biết bọn nào chưa?" "Là một tên lạ gọi, con không biết, nhưng con đoán là liên quan tới công ty đối thủ và người đàn bà tên Oanh." Thủ đoạn độc ác này chắc chắn liên quan tới bà ta. Công ty kia bị phá sản rồi đúng không? Vâng, vừa mới tuyên bố phá sản cách đây vài hôm thôi. Vậy thì phần lớn là chúng rồi. Đối với những kẻ tham lam độc ác, luôn muốn chiếm của người khác làm của riêng của mình, thì nuốt không trôi nỗi thất bại vừa qua. Bà, chuẩn bị số tiền lớn cùng lúc thế này rất khó, mà bao nhiêu vốn vừa rồi con mới đầu tư, số còn lại chắc... Vì mới ngay tối đó, thì vội vàng quỳ xuống trân trọng em xin anh anh nhất định phải cứu hai mẹ đấy đứng lên đi anh không để hai bà bị làm sao đâu em biết số tiền rất lớn của em có cũng chẳng đáng là bao nhưng em cũng xin được góp cùng với anh anh chưa nói xong bằng cách nào anh cũng xoay sở để lo cho hai mẹ chắc anh sẽ nhờ bác việt rồi mấy công ty của dương anh nguyên và hải đăng nữa hai anh em lúc này là phải hết sức bình tĩnh cả hai mau chóng đi liên hệ với một số ngân hàng quen biết trước đi, được ít nào hay ít đó, rồi nhờ cả chỗ bạn bè, nhà cửa bây giờ đang bán không kịp, nên trước mắt các con xem tài khoản công ty còn bao nhiêu, thiếu chừng nào vay chừng đó đủ thì thôi, mạng người mới là quan trọng. Vâng, con biết rồi. Ba sẽ gọi cho bác Việt để bàn bạc. Vâng. Trọng mở máy tìm số của Dương Tính gọi trước thì lúc này thấy tên bắt cóc gọi lại, anh vội ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bật loa ngoài lên nghe tôi nghe đây hôn hồn thì đừng có báo công an tao chỉ cần phong thanh nghe thấy thì chúng mày vĩnh viễn không được gặp lại hai bà già đó đâu tao mà chết thì cũng có người chết theo đừng có dại mà thách và chơi cố cùng với những người như chúng tao nghe chưa còn các người dám làm hại hai mẹ của tôi dù chỉ một sợi tóc thôi thì cũng đừng mơ lấy được một nghìn yên tâm hai bà già đó đáng giá thế cơ mà Bọn tao dạy gì mà động vào. Đưa điện thoại cho mẹ tôi, tôi muốn nói chuyện với tin. Được, cho mày vài giây. Trọng thấy hắn đồng ý thì nhanh gọi mẹ Thanh. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ đây. Mẹ và bà ấy không sao, đừng có lo quá. Chúng chưa lấy được tiền nên không dám làm gì hai mẹ đâu. Hai mẹ chịu khó đợi chúng con. Đến chiều tối ngày hôm đó, Trọng đã thu gom được đủ số tiền như yêu cầu thì anh lập tức liên lạc với tên kia để bàn bạc, nhưng hắn ta là một tên cáo già không nghe máy ngay lúc đó mà phải mãi lâu sau hắn mới gọi lại trọng thấy số của hắn thì xác nhận theo cách của minh rồi bắt đầu nói chuyện tôi đã chuẩn bị xong tiền rồi đúng là nhà có điều kiện làm việc nhanh nhẹn đấy nhưng tao cũng biết anh em nhà mày có người làm bên công an và tao cũng biết chúng mày đang âm mưu dụ tao nói chuyện lâu để lần ra chỗ nhưng rất tiếc phải báo cho chúng mày biết chỗ tao nói chuyện điện thoại với chỗ giấu hai bà già kia không cùng một địa điểm đâu. Mày muốn nghĩ gì là quyền của mày? Tao chỉ thông báo là có đủ tiền và tao cần sự an toàn của mẹ tao. Biết điều thế là tốt. Không cần nhiều lời nữa. Tối nay 7 giờ, một mình mày đi tới khu nhà hoang gần cầu SK. Nếu tao phát hiện mày đi với ai, thì tao không cho mày cơ hội gặp người thân đâu. Nhớ đấy. Số tiền lớn. Tao cần em trai đi cùng để vận chuyển. Không có vũ khí. Cho bên mày kiểm tra thoải mái được nếu sai lời ta bắn bỏ một đứa được bên này trọng và mọi người sốt ruột chờ đợi nhưng ở bên kia mụ oanh sau khi nghe xong cuộc điện thoại của tên giám đốc thì cười sảng khoái chúng ta sắp giàu có rồi mà nó không nhận ra tiếng của chú em nhỉ tôi cố tình thì làm sao mà nhận ra mà phải công nhận bà chị giỏi thật tìm ra được chỗ chữa trị của con mẹ tàn phế đó rồi đúng dịp ông trời lại còn giúp chúng ta là con mẹ già còn lại kia sáng nay lại còn đi chợ sớm đúng là cơ hội tốt mà ông trời ban tặng đúng lúc đợi tiền đến tôi qua thăm hai bạn già chút trước khi tiễn hai con mẹ đó về gặp tổ tiên cũng xả chút hận thù trước đây bà chị cũng ác quá đấy cơ mà chừa cái mặt ra chứ lúc đó chúng nó giao tiền đòi nhìn mặt mà thấy bị thương thì gây khó khăn đấy cứ để nhận tiền xong bà chị muốn tiễn sao cũng được chú khỏi nhắc tôi biết cách chăm sóc mà bà ta cười như điên rồi bước về phía phòng bên cạnh mở cửa ra là mùi ẩm thấp bốc lên khó chịu nhưng mụ ta chẳng để tâm mà đi tới gần chỗ của bà thanh và bà nhã sau một hồi bàn bạc lại kỹ lưỡng thì minh phân phó các lực lượng ở các ngả có sự nghi ngờ trung và khánh chi chia đội ra hai phía minh cùng với nhóm của cảnh sát đi theo hỗ trợ cho trọng và phi tiến vào bên trong khi có tín hiệu liên lạc của tên kia sắp xếp vừa xong thì tên bắt cóc gọi lại lần này trọng nghe rõ hơn anh đoán ra đó là tên giám đốc bên kia trọng tức lắm nhưng đấu với tên chó cùng rất dậu này phải hết sức mềm mỏng nếu không hắn sẽ làm hại mẹ của anh bất cứ lúc nào khi trọng hỏi địa điểm cuối cùng gặp là ở đâu thì tên đó vẫn nói khu vực là nhà bỏ hoang gần cầu sk thì bắt đầu mọi người di chuyển theo sự phán đoán của minh thì nơi đó rất rộng lại gần con sông lớn cũng dễ cho bọn chúng tẩu thoát nếu có cơ hội mọi người cẩn thận quan sát và giữ khoảng cách an toàn với hai anh em trọng khi xe của trọng tiến vào tới địa điểm của tên kia yêu cầu thì trọng dừng lại nhìn thấy chúng trước mặt thì cả hai anh em bước xuống khỏi xe nhưng lúc này tên giám đốc kia nói chỉ một người có thể vào thôi chúng tao chỉ muốn đưa người nhà ra khỏi đây an toàn còn tiền chúng mày cứ lấy ai biết mày có cho bọn công an theo không mày cứ cho người xem xét xung quanh rồi giao dịch cũng chưa muộn Bà già độc ác tên Oanh và tên giám đốc Cẩn thận cũng bắt hai tên đàn em Đi thăm thính xung quanh Sau khi thấy không có gì thì mới nói chuyện tiếp Đưa tiền đi Nhìn thấy người thì giao tiền Tên giám đốc hất hàm Kêu đưa cả hai mẹ của Trọng ra Nhưng hắn là tên cáo già Lại bắt Trọng chọn ngay trong khoảnh khắc cam go này 50 tỷ đổi lấy một người Cứ thế mà giao Mày muốn bà nào trước Khi nhìn thấy bà thanh mặt mũi nhăn nhó nhưng mẹ của anh lại càng thảm hơn, dường như bà chỉ còn thoi thóp thở và Trọng cũng nhận thấy điều đó. Hai anh em nhìn nhau thật khó lựa chọn lúc này và càng khó cho Trọng hơn. Đúng lúc cả hai vẫn im lặng thì bà Thanh lên tiếng. "Các con mau đưa bà ấy đi trước đi, sợ muộn sẽ không kịp mất, nhanh đi con." Trọng cũng không có nhiều thời gian nữa mà lúc này anh cần phải đưa ra quyết định. Ánh mắt áy náy nhìn mẹ Thanh rồi quay qua nói với Phi. "Em đưa mẹ đi trước đi." Vì cũng không thể trần trừ được nữa mà tiến lại xe, kéo một vali tiền rồi từ từ đi về phía hai bà trao đổi với sự cười nhạo của mấy tên đó và chẳng ai ác độc vô nhân tính như con mụ già oanh còn lên tiếng chế giễu bà Thanh. Bà thấy sự tốt bụng nhiệt tình của bà chưa? Nuôi gà gà mổ mắt, cuối cùng chúng nó vẫn chọn máu mủ tình thân mà thôi. Bà im miệng đi. Đúng là loại ngu ngốc. Đưa mẹ tôi qua đây thì tôi giao tiền nốt mày nghĩ là mình còn sự lựa chọn ư ừ. mày cũng nghĩ tao ngu mà để chúng mày uy hiếp à trong giây lát thôi mà trọng đã nhanh chóng rút khẩu súng chĩa thẳng vào tên giám đốc thì hắn cũng nhanh nhẹn tóm lấy bà thanh ra chắn trước mình rồi rút súng đe dọa mày dám bắn thì mẹ mày cũng chết đưa chìa khóa xe qua đây sao mẹ tao qua trước thì tao đưa chìa khóa tất cả là của chúng mày vậy tao và mày cùng trao đổi trọng cẩn thận dè dặt nhìn xung quanh rồi tiến gần mẹ thanh hơn Tên đó cũng vậy, cầm chặt tay bà Thanh, rồi đi chậm chậm, đến khi hai bên chạm nhau, thì tên đó một tay với chìa khóa, trọng cũng một tay cầm vào tay mẹ mình. Bỏ tay mẹ tôi ra trước, mày bỏ chìa khóa ra, cùng đếm tới ba. Một, hai, ba. Khi kết thúc tiếng đếm thứ ba, thì cả hai cùng trao đổi, trọng thành công đưa mẹ qua đằng sau mình an toàn, thì lúc này đội của Minh và Phi cũng từ trong bóng tối lao ra bao vây. Các ngả đường đã bị chặn lại hết, nhìn người của mình ít hơn bên kia thì tên giám đốc cùng với bảo anh biết mình cũng chẳng còn đường thoát thân bị bắt cũng là tội chết không thì cũng tù hết đời đằng nào cũng chết thì chết chung hết đi đúng là bọn độc ác thì có chung chí hướng hai kẻ ác nhân đó muốn hại hai mẹ con trọng chết cùng nên đã xả thẳng đạn vào trọng và bà thanh nhưng do mụ anh ngắm không trúng bà thanh mà bắn sang trọng nên anh đã lãnh chọn hai phát đạn liên tục khiến anh gục luôn tại chỗ tất cả những hành động đó chỉ xảy ra trong tích tắc mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến một xạ thủ như minh cũng chưa kịp làm gì đã thấy trọng đổ gục xuống lúc đó minh theo phản xạ bắn đạn hướng theo hai con người kia thì chúng cũng ngã ra bọn chúng cũng bị bắt ngay sau đấy nhưng trọng thì bị thương quá nặng trọng được đưa tới bệnh viện trong trạng thái hôn mê sâu do mất máu quá nhiều nếu không được tiếp máu kịp thời thì sẽ rất nguy kịch ông khang thấy tình hình của con như vậy thì sốt sáng hô lên tôi cùng nhóm máu với con trai tôi lấy của tôi đi nhưng bác có tuổi rồi cũng chỉ cho được một lượng rất nhỏ thực sự là không may cho cậu ấy là ngân hàng máu của bệnh viện lại hết mẫu máu đó rồi bây giờ mới đang huy động từ nơi khác đến sợ không kịp mất tôi già rồi cứu con tôi quan trọng ông khang dù đã mệt lắm rồi nhưng vẫn không muốn dừng ông ra hiệu tiếp tục nhưng vị bác sĩ kia lương tâm không cho phép làm như thế nên đã rút kim truyền máu và nói bác không thể cho nữa cậu cũng có con mà chính vì cháu đã có con nên mới không thể để bác cho tiếp nữa với lại cháu và bác cùng trong ngành nên lại càng hiểu rõ điều này cậu tạm thời cậu trọng vẫn duy trì được nên bác dừng lại đã mọi người đang huy động tìm máu gấp nên bác phải kiên nhẫn đăng phi và mọi người ở ngoài lúc này vẫn luôn cầm cái điện thoại trách thông tin liên tục thì may mắn có một người đồng ý cho máu nhưng phải bốn tiếng nữa mới tới được đây phi sốt sắng kéo vị bác sĩ kia ra hỏi anh tôi có thể chờ bao lâu cậu ấy nhiều nhất chỉ có thể chờ được khoảng hơn một tiếng thôi. Phi nghe điều này mà bản thân là con trai cũng không đứng vững, anh khụy vào tường và khóc trong lòng. Giữa lúc tất cả chìm trong im lặng và đau đớn thì bà nhã cứ ú ớ vang lên, cả nhà nhìn ra thì thấy Thúy đang đẩy xe bà ấy đi tới trong tình trạng không bình tĩnh, tay bà ấy khô khoáng loạn lên, miệng cô nói câu gì đó mà kêu không thành tiếng được. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, con tin là anh ấy không sao đâu. Nhưng phi càng động viên thì bà Nhã lại càng phản ứng gay gắt hơn, bà liên tục ra sức đẩy phi, khiến anh có chút nghi hoặc, anh giữ hai tay bà rồi hỏi: "Mẹ muốn con vào trong kia phải không?" Bà ấy gật gật thì phi lại hỏi tiếp: "Mẹ muốn con cứu anh ấy." Bà ấy liên tục gật đầu, "Nhưng con không cùng nhóm máu với anh ấy, làm sao mà cứu?" Lúc này vị bác sĩ đi lại hỏi bà: "Cậu này thuộc nhóm máu Rh phải không?" Câu hỏi của vị bác sĩ kia vang lên thì bà Nhã gật đầu như bổ củi đánh tay bà còn không quên thúc đẩy Phi mau chóng đi vào trong kia. Vậy cậu đi theo tôi. Tôi không hiểu về y khoa lắm, nhưng tôi cũng biết nhóm máu A không cho được nhóm máu RH. Đúng vậy, chỉ có RH mới cho được RH thôi, và cậu không phải nhóm máu A. Chính mẹ tôi bảo tôi thuộc nhóm máu A mà. Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Mà có đi khám xét lần nào chưa? Trộm vía, từ lúc tôi biết nhận thức tới giờ, chưa phải tới bệnh viện lần nào, hát hơi sổ mũi chỉ vài hôm là tự khỏi thôi. Thế thì đúng rồi. Nhưng... Nằm im, tôi bắt đầu chuyện đây. Phi cũng nằm im phối hợp với bác sĩ và phải tới khi anh có cảm giác mình đang mang lại sức sống cho anh trai mình thì mới hết nghi ngờ. Thế nhưng sau cái cảm giác nghi ngờ kia qua đi thì lại là một cảm giác nghi hoặc khác lại tới. Nằm đây, Phi mới nhớ lại là lúc còn học sinh cấp 3 anh nhớ rõ một lần anh hỏi mẹ cho phép mình đi hiến máu nhân đạo thì mẹ anh phản đối kịch liệt vì có hỏi bà là tại sao không cho anh đi thì bà chỉ bảo là không muốn con tổn hại sức khỏe và anh thuộc nhóm máu A cũng là do mẹ nói với anh chứ bản thân cũng chưa lần nào tự mình đi xét nghiệm hết. Bà Thanh nhìn bà Nhã rồi hỏi lại một câu Chị và anh Khang sẽ không phản bội tôi đúng không? Bà Nhã nghe câu này thì cầm chặt tay bà Thanh lắc đầu liên tục nhưng bây giờ bà không làm sao mà nói được nước mắt bà cứ giàn ruộng rồi lại cúi xuống nước nở thì bà Thanh nâng bà lên nói tiếp Vậy tôi tin chị thêm lần nữa Nhưng kết quả kia dù là gì Chị cũng nên giải thích rõ với tôi một lời Bây giờ chị không nói được Nhưng tôi sẽ đợi Sau khi cho anh trai một lượng máu khá lớn Thì sức khỏe đã bị giảm sút Phi nằm đó nghỉ ngơi tới gần sáng mới tỉnh lại Lúc này mọi người đã về gần hết Chỉ còn bà Thanh, ông Khang, Trà và Diệp Thưa hai bác Chuyện Nhưng bà Thanh không để cho Phi nói hết câu Thì đã ngăn lại Chuyện gì cũng để sau hãy nói cháu vẫn còn mệt nên nghỉ ngơi trước đi đã cháu sức thanh niên một chút này không là gì hết cháu muốn hỏi hai bác chuyện này được không có phải cháu là kết quả của sự phản bội không không bác khang và mẹ cháu không có phản bội bác hay nói cách khác là cháu không phải kết quả của sự phản bội này vậy sao cháu có thể cháu thực sự vẫn không hiểu hai bác cũng không hiểu tại sao giờ chỉ có mẹ cháu mới cho chúng ta câu trả lời rõ nhất nhưng bà ấy đang như này có vội cũng không được vậy nên giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi đã có gì sẽ nói sau khi về tới nhà nghỉ ngơi bà thanh nghiêng mình về phía chồng nhìn ông một hồi rất lâu rồi nói anh nghĩ xem những bà mẹ đơn thân thường sẽ làm gì cũng tùy người thì trực tiếp xin ai đó một đứa con còn người không muốn liên quan đến ai muốn có đứa con của riêng mình thì sẽ đến nhờ bác sĩ can thiệp, xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm, còn có. Nói đến đây, ông Khang tự nhiên nhớ ra việc mà cách đây lâu lắm rồi, ông nhìn vợ rồi kể, anh không biết có phải là bái làm cách này không, nhưng anh nghĩ chỉ có thể là từ đây mà ra thôi. Sao ạ? À? Ngày đó, anh và bà Nhã mới cưới nhau được một thời gian thì anh được cử sang nước ngoài nghiên cứu học tập 4 năm, thời gian đi khá dài mà vợ chồng mới cưới bên nhau chưa lâu nên cũng chưa có tin vui gì nghĩ tới thời gian anh đi bên đó cả năm mới được về một lần nên là sợ rằng việc có con sẽ khó khăn nên lần về thăm nhà đầu tiên thì hai vợ chồng đã bàn là sẽ gửi tinh trùng ở bệnh viện để lúc cần thì dùng và sau đó hai vợ chồng đã tới bệnh viện làm thủ tục gửi tinh trùng của anh ở đó nhưng chưa kịp dùng thì ngay đợt sau về thăm nhà thì đã có tin vui và từ đó anh cũng quên luôn việc đó anh nghĩ là chị nhã sau đó đã tới bệnh viện làm thụ tinh ngư chắc chắn là cách này nhưng anh không hiểu sao nhã lại làm như vậy nữa cuối cùng thì tâm trạng đã thoải mái hai vợ chồng già giờ cũng được ngủ một giấc trưa thật ngon buổi tối hai vợ chồng già lại tất tuổi đi vào bệnh viện thăm con trai con dâu rồi qua cả phòng của bà nhã lúc này vào phòng thấy bà nhã đang được phi và thúy ngồi bóc chân thì bà thanh lên tiếng hỏi trước mẹ cháu tối nay ăn được nhiều không dạ cũng ăn được một bát cháo nhỏ hai bác ngồi đi ạ à? ừ thúy muốn để mọi người nói chuyện tự nhiên nên cô lấy cớ đi ra ngoài mua ít đồ trưa nay hai mẹ con cháu đã nói chuyện rồi đây là những gì mẹ cháu cố viết lúc trưa nay cháu mong hai bác chấp nhận lời xin lỗi của mẹ cháu và cháu cũng xin lỗi vì thời gian qua đã gây ra nhiều phiền lụy tới gia đình bác ngày mai hai mẹ con cháu sẽ rời đi cuộc sống của gia đình bác sẽ lại vui vẻ như trước đây cháu không muốn nhận lại ba của mình ư cháu quen không có ba rồi phi nếu người có ấm ức thì phải là bác đây nhưng bác đã không còn ấm ức nữa vậy nên cháu không được như vậy cháu không có nhưng bác thấy có và trong giọng nói của cháu có đấy cháu bà thanh nghe phi lắp bắp thì cười thầm trong lòng nhưng bà không nói với phi nữa mà nhích người ngồi sát lại giường của bà nhã bà thanh cầm tay bà nhã rồi nhẹ giọng tâm sự tôi tha thứ cho chị và anh khang cũng vậy chúng ta vẫn như trước đây bà nhã xúc động vì tình cảm của bà thanh một người vợ quá tốt bụng yêu con chồng như con đẻ bà nhã nước mắt giàn ruộng cầm chặt tay bà thanh như muốn nói ngàn lần cảm ơn ngồi lâu ở trong phòng bí lắm tôi đẩy chị ra ngoài đi dạo cho thoáng nhé bà nhã hiểu ý gật đầu với bà thanh thì phi mau chóng bế mẹ mình qua xe lăn để bà thanh đẩy ra ngoài lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông phi không muốn không khí gượng gạo thêm nên tìm chủ đề để nói cháu muốn qua chỗ anh trọng bác có đi cùng cháu không chỗ anh con chưa được vào đâu vậy bác có ra ngoài đi dạo với bác thanh và mẹ cháu không chuyện hai người phụ nữ đàn ông đi cùng không tiện vậy phi vì... con nhận anh trọng rồi vậy con không định nhận ba hay sao cháu là sự cố không mong muốn nên bác không cần phải miễn cưỡng đâu đúng là khi đọc kết quả xét nghiệm giữa ba và con thì thực sự ba rất sốc và bất ngờ nếu như ba là kẻ lăng nhăng thì ba sẽ không bị sốc nhưng ba chắc chắn là mình không có làm chuyện ngoài luồng kia nên việc xác nhận có con khi đó là một sự đả kích rất lớn lúc ấy ba không biết tại sao lại có thể xảy ra chuyện vô lý ấy nhưng sau khi về nhà rồi ba nhớ ra việc ngày đó thì ba mới tin rằng ba có thêm một đứa con như con đây ba không phải miễn cưỡng mà bây giờ ba thật lòng muốn nhận con. Nếu sáng nay, thái độ của ba có lỡ khiến con bị tổn thương, thì ba mong con hãy tha thứ và thông cảm cho ba. Đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe và đang hướng về người ba thân thương kia, thế nhưng Phi vẫn không có dũng khí để kêu lên một tiếng ba, mà chính ông Khang là người giang rộng đôi vòng tay ra và gọi anh. Con trai của ba. Ba. Ừ, ba đây. Ba ơi. Lớn rồi đừng có khóc, con thực sự rất muốn có ba con rất muốn từ nay ba mẹ và anh chị sẽ bù đắp cho con ba chuyện của phi đã tính xong xuôi còn tình trạng của trọng cũng đã khá lên rất nhiều hôm nay trọng đã tỉnh hẳn và có thể nói chuyện được rồi mọi người ngồi quây quần trong phòng bệnh của trọng thì bà thanh chính thức thông báo từ nay nhà có thêm thành viên mới thực ra cả họ hàng đến giờ này ai cũng biết rồi nhất là lại thấy phi và bà thanh với ông khang đã xưng hô thân mật thì ai cũng ngầm hiểu, hôm nay bà nói chủ yếu là để công khai cho mọi người chính thức chào hỏi nhau thôi. Nhưng mà đối với bệnh nhân mới tỉnh lại như Trọng thì là một sự bất ngờ không hề nhẹ. Trọng nghe ba mẹ với Phi nói chuyện thân mật thì mắt chữ o miệng chữ a, anh cứ hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía ba người thì bà Thanh ngồi xuống bên cạnh anh, từ tốn kể lại hết mọi chuyện, đến lúc tỏ tường rồi mà Trọng vẫn không thể nào tin được là Phi chính là em ruột của mình lúc trước anh đã từng ước gì nó là em cùng ba với mình thế mà bây giờ thành hiện thực rồi anh vẫn còn ngây ngốc trải qua những ngày hỗn loạn thì bây giờ gia đình ông khang bà thanh lúc nào cũng vui như tết giờ này không còn lo lắng gì nữa vì những kẻ độc ác hại người cũng đã bị pháp luật trừng trị ác giả thì ác báo tất cả đều có luật nhân quả hết và câu nói cứ cho đi sẽ được nhận quả ngọt rất đúng với bà thanh cả cuộc đời bà sống hòa thuận với anh em bạn bè hết lòng hết nghĩa với chồng con thì giờ đây bà lại có thêm một người con trai nữa hiếu thuận với bà gia đình trước đây ít người thì giờ này dâu rể đủ cả con cái có nếp có tẻ cháu cũng sắp sửa có thêm thì còn gì vui hơn được nữa sau nửa tháng nằm viện thì trọng cũng được về nhà và tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏi hẳn hôm nay nhân ngày con trai được ra viện Ông bà Khang Thanh có mười mấy gia đình anh em bạn bè đến chung vui, có lẽ buổi tối nay là đầy đủ và vui nhất từ trước tới giờ. Ai cũng mừng cho ông bà có hai con trai, hai con gái tài sắc vẹn toàn, giờ lại thêm cả hai cô con dâu giỏi giang khéo léo nữa. Bữa cơm của đại gia đình thêm phần ấm cúng và vui vẻ khi tiếng nói cười vang lên, tiếng chúc tụng nhau rồi tiếng mọi người kể về những chuyện xưa cũ đầy kỷ niệm. Mới đó mà cũng đến ngày diễn ra sự kiện quảng bá sản phẩm mới trọng lúc này đã bình phục hoàn toàn nên vấn đề sức khỏe là không còn lo lắng nữa khâu chuẩn bị đã xong các phóng viên nhà báo cũng được mời đến dự rất đông đủ tất cả như một bức tranh hoàn hảo và không thể hoàn hảo hơn khi nhận được những chàng pháo tay giòn giã của mọi người ở dưới khi buổi quảng bá thành công rực rỡ thì lời của mc cất lên thông báo còn một phần đặc biệt thì tất cả mọi người lại háo hức thêm lần nữa ánh đèn sân khấu tập trung tại khu vực giữa và lúc này chỉ còn lại hai người là trọng và lam lam có chút bối rối vì giờ này mọi người đứng gọn hết vào hai bên cánh gà rồi còn mình thì không hiểu đứng ở đây để làm gì thì đúng lúc mc lại cất lên tiếng xin mời tất cả các quý vị hướng mắt lên sân khấu và hãy dành cho đôi vợ chồng trên đây một chàng pháo tay được không ạ vâng xin cảm ơn và sau đây xin nhường lại lời cho giám đốc trẻ tài năng của chúng ta phát biểu đôi lời trọng nhận lấy mic từ tay mc nhưng vẫn chưa nói được thật sự lúc này anh rất xúc động. Trước tiên, cho tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị đại biểu, các quý công ty đối tác cùng với quý khách hàng thân mến. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong một suốt thời gian qua và để không phụ lòng ủng hộ, tin tưởng của mọi người, chúng tôi hứa sẽ luôn mang đến những sản phẩm ưu việt nhất, gần gũi nhất và thân thiện nhất đối với đời sống hàng ngày. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên như cổ vũ cho trọng thêm động lực và anh vẫn nắm tay người vợ hiền của mình rồi tiếp tục tâm sự thứ hai tôi xin được nói đôi chút về gia đình của mình có thể mọi người sẽ chê trách về gia đình của tôi hoặc cũng có những cái nhìn không mấy thiện cảm về chúng tôi nhưng bản thân tôi lại cảm thấy rất may mắn vì được sống với gia đình hiện tại tôi yêu gia đình của mình và thực lòng cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi lo cho tôi một cuộc sống tốt nhưng người mà tôi muốn nói lời cảm ơn nhất đó là mẹ thanh người mẹ tuy không sinh ra tôi nhưng lại dành hết cho tôi tình yêu của một người mẹ nếu để nói một lời cảm ơn thì không bao giờ là đủ cho sự bao dung cũng như hy sinh của bà cho gia đình lớn của chúng tôi nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đó trọng xúc động hướng ánh mắt thẳng xuống chỗ của mẹ thanh đang ngồi cùng ba và mẹ anh rồi nói những lời mà anh vẫn luôn giữ trong lòng bấy lâu nay mẹ con yêu mẹ, cảm ơn mẹ một đời lo lắng cho anh em chúng con." Bà Thanh cũng xúc động đến rơi lệ, và cả bà Nhã, ông Khang cũng vậy, một nhà mấy người chẳng ai bảo ai, cứ đứng đó ôm nhau khóc, thì một lần nữa tiếng vỗ tay vang lên như động viên cảm thông và có cả sự hâm mộ đối với gia đình của trọng. Trọng đưa tay lau nước mắt rồi lại nói tiếp, "Con hứa với ba mẹ, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc và hôm nay trước mặt cả nhà, trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây, con muốn nhận lỗi với một người, người mà thấy con sai, nhưng vẫn bao dung con, tha thứ và yêu con rất nhiều. Trọng nói xong với mọi người thì hướng đôi mắt thâm tình đứng đối diện với người vợ của mình. Trước đây, anh ngu ngốc, không nhận ra được tình cảm của em dành cho anh, để rồi khiến cho chúng ta đã lãng phí mất 2 năm. Rồi anh còn ngu ngốc, làm thêm điều mà cả thế giới người ta chê cười, là ký vào lá đơn ly hôn ấy. Nhưng em đã rộng lượng tha lỗi cho anh, chấp nhận anh thêm một lần nữa em à hãy tha thứ cho anh và nhận lời cầu hôn bù đắp của anh nhé anh làm mới nói được mỗi từ anh thì trọng đột ngột quỳ xuống trước mặt cô khiến cô bụng miệng không nói tiếp được và lúc ấy bé bon lại lon ton chạy ra từ phía cánh gà đưa ra trước mặt chú mình một hộp nhẫn cưới kim cương trị giá thằng bé mỉm cười nói lời chúc phúc cháu chúc chú thím trăm năm hạnh phúc trọng mỉm cười rồi nhận lấy chiếc nhẫn đưa ra trước mặt lam rồi nói lời cầu hôn với cô em đồng ý làm vợ anh một lần nữa nhé sống mũi cay cay nhưng trong lòng cô rất hạnh phúc lam nhìn chồng rồi chìa bàn tay trái ra em đồng ý anh yêu em em cũng yêu anh cứ tưởng đến đây là tiết mục cuối cùng rồi thế nhưng còn một màn nữa mới gọi là kết thúc và lúc này tiếng của mc cất lên thì ba đôi khác xuất hiện đó là đôi của phi và thúy Hải với Khánh Linh và Đăng với Thảo. Giai điệu của bài hát làm vợ anh nhé cũng được vang lên, cùng với đó là sự có mặt của ba đứa bé đáng yêu, đó là Ken, Bon và Nhím, trên tay cầm theo một hộp nhẫn cưới, đi về phía ba đôi đang đứng. Dù ba màn cầu hôn vừa rồi hơi gượng gạo, nhưng tất cả đều đã gạo nấu thành cơm, nên rất nhanh sau đó thì cũng nhà nào về nhà nấy, khỏi phải bàn cãi. Kết thúc buổi sự kiện thành công tốt đẹp, mọi người tự thưởng cho mình những ngày vui cuối tuần vui vẻ tại thành phố hào hoa này. Các bạn vừa nghe hết tập 3, cũng là tập cuối bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Suốt bao năm thiệt thòi và sống trong nỗi hận ảo do bảo anh dựng lên, vì cuối cùng cũng nhận lại được ba và anh trai ruột của mình, gia đình trọng đoàn tụ bên nhau, tất cả các cặp đôi đều có cái kết hạnh phúc. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện, để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo xin chào và hẹn gặp lại